Thưa quý vị, trong rất nhiều những chương trình hiện nay thì truyền hình thực tế đang lên ngôi, và một trong những chương trình mà quý vị luôn luôn quan tâm và dành rất nhiều tình cảm đó là chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ tái diễn lại một phần nhỏ của chương trình Giọng Hát Việt Nhí ngay trên sân khấu này. Và mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ca khúc được mang tên, mà đúng hơn nó là một liên khúc, chúng tôi gọi nó là liên khúc ba miền. Thưa quý vị, liên khúc ba miền thường người ta gắn ba bài của ba miền lại thành một liên khúc. Nhưng chúng tôi gọi liên khúc này là liên khúc ba miền bởi vì chúng tôi gắn ba cái người hát ở ba miền. Vâng, và để giới thiệu ba nhân vật này, mời quý vị và các bạn sẽ cùng trở lại với cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí. Với những vòng thi chúng ta đã biết, đầu tiên là vòng giấu mặt, sau đó tới vòng đối mặt, rồi mới lật mặt, rồi mới mất mặt. Thì bây giờ chúng tôi mời quý vị trở lại cái vòng mà đối mặt. Mời quý vị và các bạn cùng thân mến. Đầu tiên xin mời toàn thể quý vị và các bạn chào đón thí sinh đến từ miền Bắc, Phương Duyên. Và ngay sau đó em mời quý vị và các bạn chào đón thí sinh đến từ miền Trung, bạn Quang Nhật. Và mời quý vị và các bạn về miền Nam để chào đón thí sinh của miền Nam, Phương Mỹ Chi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy được tài không đợi tuổi với ba ca khúc Chuồng Chuồng ớt, Về Ăn Cơm và bài ca Đất Phương Nam. Mời quý vị cùng đến với liên khúc ba miền, trận đấu bắt đầu. Chuồn ớt chưa hè nóng bức, bận đêm căn rôn tập bơi. Chuồn chuồn kim mắt lim dim, đậu trên cây ngô. Luống ngô em trồng nặng, luống khoai em trồng nặng, đồng em xanh mơn mang mơn man. Ngước mắt lên nhìn trời, khói bếp bay lên nhà ai. Từng giọt mồ hôi rơi, từng hạt mưa rơi rơi, sầm sập sầm sập. Em mong anh về. Quê tôi bao la bao la bát ngát, dòng sông nguồn cong suốt quê tôi lượn vòng. Quê tôi mênh mông lúa mới, cỏ bay là lời câu hát ai a. Chiều chiều nhớ về chốn xa, muôn thời con nít còn trân châu. Mặc dù tôi có ở nơi xứ người, tôi luôn khao khát hình bóng quê nhà. Những ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng cửa sao nó đùa bên đám bạn nơi trẻ.
bạn ơi, các bạn coi thấy hay không? Thấy nút đỏ đỏ này không? Nếu mà thấy hay thì nhớ bấm nó vô nha.